sẽ có nhiều phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía tay phải màn hình của các bạn để nhận được những tin tức mới nhất hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Trong chương mục bản tin thể thao hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất hấp dẫn nhất về thể thao Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn. Bạn gái cầu thủ Bùi Tiến Dũng báo tin đang mang thai khiến cho fan hâm mộ bất ngờ. Bạn gái tiền vệ Bùi Tiến Dũng đã có những câu trả lời bình luận như xác nhận rằng mình đang mang thai khiến cho dân mạng bất ngờ vì cả hai chưa làm đám cưới. Cùng với anh trai Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng cũng được biết đến trong mùa giải U23 châu Á năm 2018. Nếu sau đó Tiến Dũng có cơ hội khớp mặt tại công ít giải đôi lớn thì Tiến Dũng lại khá may mắn. Ngoài thi đấu cho đơn vị chủ quản, chàng tiền vệ họ Bùi còn học kinh doanh và mở shop thời trang riêng. Dù không quá nổi bật nhưng Tiến Dụng vẫn được nhiều người biết đến, ngoài quan tâm đến công việc đời tư của em trai thủ thành quốc dân, nhận được sự chú ý hơn cả. Có lẽ nhiều người cũng quen mặt với Mai Thùy Trinh, bạn gái của Bùi Tiến Dụng. Thùy Trinh nhiều lần về Thanh Hóa, quê hương của Bùi Tiến Dụng và sau đó còn đi du lịch với gia đình bạn trai. Mặc dù khá thân thiết nhưng cả hai chưa có thông tin về đám cưới. Cụ thể vào quá khuya tối ngày hôm qua, Thùy Trinh có chia sẻ một câu chuyện giận hờn vu vơ cực dễ thương với Tiến Dụng lên Facebook, kèm theo đó là hình ảnh tự đầu vào vai bạn trai. Nhưng điều đáng chú ý ở phần bình luận, một người bạn của cô đã hỏi bầu bí mà da vẫn đẹp thế em yêu ơi. Bạn gái Bùi Tiến Dũng cũng không hề dấu diếm, thẳng thắn trả lời, dạ vẫn cứ phải chăm da liên tục đó ạ. À. Ngoài ra, ở một số hình ảnh chụp gần đây, Thùy Trinh cũng để lộ sự tăng cương rõ rệt. Dựa vào cách trả lời của Thùy Trinh, với người chị cùng sự thay đổi rõ mồm một về phúc dáng, dân tình phán đoán Tiến Dũng đã lên chức bố. Chính vì vậy, nhiều fan hâm mộ của cầu thủ này tỏ ra khó bất ngờ và cô chúc cho cặp đôi sắp báo tin vui. Mai Thùy Trinh hiện sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Cô kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm. Cặp đôi đã công khai tình cảm trên trang cá nhân và thường xuyên chia sẻ về những hình ảnh hạnh phúc bên nhau. Cận cảnh cô dâu tương lai về ra mắt mẹ Bùi Tiến Dũng. Mẹ tủ môn Bùi Tiến Dũng đã tiết lộ con trai có lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Đây chắc chắn là thông tin khiến cho nhiều fan nữ rất tò mò. Mẹ tủ môn Bùi Tiến Dũng đã tiết lộ con trai có lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình em trai thủ môn Bùi Tiến Dũng tiền vệ Bùi Tiến Dũng đã công khai người yêu, tiền vệ trẻ này đã có dịp đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Theo đó bà Phạm Thị Điều, mẹ tuổi môn Bùi Tiến Dũng cũng xác nhận với báo chí rằng khi từng hỏi chuyện con trai về bạn gái theo báo chí tìm hiểu, bạn gái của Bùi Tiến Dũng là Thùy Trinh, cả hai đã yêu nhau hơn một năm. Hiện tại thì Thùy Trinh và Bùi Tiến Dũng đang có chung một cửa hàng thời trang ở thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng cần đá chính, Bùi Tiến Dũng vẫn thảnh thơi nhận mức lương khủng lọt top cầu thủ có mức lương cao nhất. Thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa cùng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích giành vị trí Á quân giải U23 châu Á. Ở giải đấu này, Tiến Dũng có nhiều pha cứu thua xuất thần, góp công lớn giúp U23 Việt Nam gây chấn động châu lục. Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa cho biết sẽ không ký hợp đồng mới và tăng lương cho Tiến Dũng. Thông tin FLC Thanh Hóa không ký hợp đồng mới và tăng lương cho Tiến Dũng khiến nhiều người hâm mộ cầu thủ này cảm thấy lăn tăng, nhưng thực ra FLC Thanh Hóa có lý do để chưa tăng lương cho Tiến Dũng, bởi thủ thành này đang hưởng mức lương cao so với vị trí hiện tại. Tiến Dũng được đôn lên đội 1 Thanh Hóa năm 2016, mức lương 10 triệu đồng sau khi tham dự U20 FIFA World Cup đầu tiên đầu năm 2017 cùng với U20 Việt Nam, Dũng được FLC Thanh Hóa tăng lương gấp đôi 20 triệu đồng, dù Dũng chỉ là thủ môn số 2 của đội bóng thường xuyên dự bị. Mức lương này cũng tương đương mức trung bình của các cầu thủ thường xuyên ra sân ở Village, thậm chí so với các đồng đội U23 Việt Nam, mức lương của Tiến Dũng nằm trong tấp đầu, sánh ngang công vượng, sân trường, cao hơn Quang hải đức chinh. Vì thế, quyết định không tăng lương cho Tiến Dũng của câu lạc bộ chủ quản là có thể hiểu được. Sau khi trở về câu lạc bộ từ vòng chung kết U23 châu Á, Tiến Dũng thậm chí còn phải bắt đầu từ vị trí thủ môn số 3 do Thanh Hóa mới chiêu mộ thủ môn Bửu Ngọc. Dũng sẽ phải cạnh tranh sức bắt chính với hai người đàn anh thắng, Thanh Thắng và Bửu Ngọc trong mùa giải 2018 này. 10 hình ảnh hài hước của bóng đá Việt Nam mang bỏ khung thành của Bùi Tiến Dũng đứng đầu. Quý vị tính giả thân mến, Cùng điểm lại 10 khoảnh khắc hài hước ấn tượng của U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam trong năm 2018. Mang bỏ khung thành đã thành thương hiệu của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Vị trí thông thường của một thủ môn là trong vòng cấm địa, nhưng Bùi Tiến Dũng tỉnh thoảng lại dâng lên khá cao để quan sát tình huống đá phạt của đồng đội. Ngay sau pha bóng, Dũng thường lập tức chạy về khung thành để đảm bảo nhiệm vụ thủ môn. Tình huống đáng nhớ nhất với anh là cú đá phạt thành bàn của Quang Hải. Trước U23 Uzbekistan, khi đồng đội ôm nhau ăn mừng, Dũng một mình chạy theo hướng khác để trở về vị trí của mình. Một hình ảnh hài hước và có chút cô đơn dành cho người gác đền 24 tuổi. huấn luyện viên Bắc Hang So, nắm sau, băng ghế chỉ đạo. Dày dặn kinh nghiệm, từng trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng thầy bác vẫn có lúc không thể kiềm chế được sự hồi hợp. Không ít lần nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nắp sau băng ghế chỉ đạo, chứ không tận mắt chứng kiến vào trên sân. Xuân Trường mang áo cho đồng đội. Trong loạt đá 11m, các cầu thủ trừ thủ môn còn trên sân sẽ phải tập trung ở vòng tròn giữa sân. Nhưng ở trận gặp Qatar, Xuân Trường đã xin phép trọng tài để chạy ra ngoài, lấy áo khoác cho đồng đội. Trời lúc ấy quá rét và loạt đá thì kéo dài. Đội trưởng U23 Việt Nam sợ các đồng đội bị lạnh. Tuy nhiên vừa nhận áo thì Văn Thanh lại suốt thành công quả quyết định. Vậy là các cầu thủ, người thì vẫn khoác áo, người lại cỡ luôn ra để chạy tới chia vui với Văn Thanh chuyến xe đáng nhớ nhất cuộc đời. Chuyến xe diễu hành sau trận chung kết U23 châu Á để lại nhiều kỷ niệm với U23 Việt Nam. Các cầu thủ vô cùng phấn khích khi nhận được sự chào đón từ cổ động viên nhà nhưng cũng gặp chút rắc rối vì thiếu thức ăn và không có chỗ để đi vệ sinh. Cuối cùng, vấn đề vệ sinh được giải quyết bằng một chiếc xô, còn thức ăn thì được người hâm mộ tặng. Một số cổ động viên còn hài hước yêu cầu Hồng Duy bán cho một thỏi son hoặc là mặt nạ dưỡng da. Văn quyết nghỉ mát giữa trận chiến tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Việt Nam và Bahrain tại Asad. Văn Quyết sau pha phạm lỗi của đối phương đã có động tác nằm trồng cá thảnh thơi, chẳng khác nào đang đi nghỉ mát trên bãi biển vậy. Những cú lừa của Công Phượng, Công Phượng có thể ghi những bàn thắng đẳng cấp, nhưng bầu trong những ngày khó hiểu anh cũng có thể bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Tại Asad, Phượng từng bỏ lỡ hai quả penalty trong một trận đấu tới AFL Cup tiên đạo xứ nghệ cây xôn xao với pha solo đẳng cấp đánh bại toàn bộ hàng thủ Philippines trước khi rút ra ngoài. Ở trận được về với chính đối thủ này, trong một cốc độ khó hơn với chân không thuận, công phượng lại dứt điểm thành bàn. Ông cụ Văn Toàn, Văn Toàn nhờ mái tóc trắng trước Isaac, về thấy là một giai thoại đã diễn ra và được cổ động viên kể lại. Bà tôi ở quê xe bóng đá cứ hỏi rằng tại sao có cầu thủ già thế, bạc hết cả tóc rồi mà vẫn đi đá bóng. Kiểu an ủi chỉ mình Đức Huy có, Minh Phương gây siêu phẩm trước Hàn Quốc, sau Minh Phương lại đá hỏng quả 11m. Quyết định trước UAE, người ăn ủi Minh Phương ngay sau cú đá hỏng là Đức Huy. Ngay trong giây phút tất cả đang tiếc nuối, cách ăn ủi đầy mạnh mẽ của Đức Huy tạo ra hình ảnh rất đáng nhớ. Duy Mạnh cắm cờ, Đặng Văn Lâm hôn lên lá cờ trên áo. Cả hai khoảnh khắc đều đơn giản là tuyệt đẹp, Duy Mạnh cắm lá cờ đỏ sao vàng lên tuyết sau trận chung kết đầy cảm xúc với Uzbekistan, còn Phan Lâm hôn lên lá cờ trên áo và trao kiểu quân đội sau bàn thắng của anh Đức. Trùm nghịch ngợm Quế Ngọc Hải Có hai Quế Ngọc Hải tồn tại song song, một là người chiến binh mẫu mực trên sân với chức băng đội trưởng, hai là anh chàng nghịch ngợm luôn xuất hiện trong các tiết mục hài hước của đội tuyển Việt Nam. Sau trận giành chức vô địch AFF Cup, Quế Ngọc Hải đã đủ đồng đội đột kích phòng họp báo để tắm nước cho huấn luyện viên Bắc Hang Seo. Anh cũng góp mặt trong màn uống bia từ trong chiếc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng kênh và nhận được những tin tức hay bởi nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong. Các...